rồi cho bằng được. Hi, thầy xin chào quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Gia đình bé heo cuộc sống Trung Quốc tại Việt Nam. Cái này là mợ của em đó cô chú, cậu em mất lâu rồi, mợ em tới 7-8 đứa con mà bây giờ không đứa nào nuôi hết, nó ruộng lấy đất hết xong không đứa nào nuôi hết trơn. Nó hắt hủi đi nhà đứa này đuổi, đi nhà đứa kia đuổi. Chị chuỗi nước mắt giùm, người ta khóc còn nhiều nước mắt bên đây nè. Thì con ba nghĩ gì để dùng dòng đó mà nắm lên rõ này đi trong nhà người dân ở đó mà chở đi dùng á, giờ chỉ thấy đỡ thôi, mang kiếm mình thấy đỡ hơn. Nè gì đang nói tôi nghe, tại bả không ai chu đáo, không ai lo, để đường người ta thiếu gì đường người ta dẫn đi mổ gì cũng đến đường, nè gì đi mổ rồi thấy cái lòng bạn thấy, nhưng mà nó không thấy sáng người ta thôi chứ mình không có đuôi đâu. Đi mổ đi, không có đuôi đâu. Ra ta chị mình hạ đường rồi ta mổ à. Chị hạ đường rồi. Đường hả rồi. Chị đường nhiêu chị ơi? Thử đâu nãy mới dẫn ra thử đường nào. Như là cao rồi. Tự mẹ chở đi giùm ma gì. Mẹ có 100 mà có 3 chấm mấy à. Bả tới 100 mấy là hả chị? Trời ơi, 200 mấy, 300 mấy gì đó. 300 mấy, 400. Ghê vậy trời. Ghê cao lắm nghe, mà đó giờ không có. Cao là 100 là dữ rồi. Bữa nay thì em mới lấy về cho mẹ uống, mẹ uống hết rồi đó cô chú. Cái này là táo đỏ nè, táo đỏ bên em đó, còn cái này là hoa đông trùng bên em nè cô chú. Giờ thì em khui ra, khui ra cho cô chú anh chị xem nha. Đây nó có cái chỗ này mình khui ra nè, xé ra đây. Mẹ em mới uống hết đó, em quên lấy kỹ tử về, mẹ không có nói. Nó hết đông trùng với ấy không à, táo đỏ mà, cho nên mới về nè cô chú thấy không, rất là vàng luôn, vàng ôm luôn. Nửa ký là nhiêu nè cô chú, có một bịch dưỡng ẩm ở đây nè. Bịch này là bịch hút ẩm đó. Cô chú anh chị nhìn này ha, vàng ôm luôn. Mẹ em uống một lần là một cái bình thủy, cái mẹ em nấu nước nóng đổ vô bình thủy đầy, bình thủy 2 lít đó cô chú. Cái mẹ em bỏ cỡ nhiêu đây nè, nhiêu đây dưới mà 4-5 trái táo tàu. Táo tàu bên em nó bự lắm, dưới một muỗng canh kỹ tử. Mà kỹ tử bữa nay mẹ không có nói cho nên quên lấy về rồi, mẹ không có nói với em. Cái này thì táo đỏ bên em, cái này là táo loại 2 nè, táo loại 1 bên em mới hết rồi cô chú. Táo loại 2 bên em gì nè cô chú, cái nó rất là bự luôn. Dẻo cho cô chú anh chị coi nha, dẻo dẻo mà nó ngon lắm cô chú ơi. Nè nãy em quên lấy cái dao ra nữa, đây rất là ngon luôn, họ ở trong nhỏ xíu vậy nè. Cô chú ngọt lắm luôn. Tại vì người ta bán cho em á, là người ta gieo ai cũng vậy chưa, người ta bán xua qua có trái nhỏ trái bự, còn em thì em đổ ra, em lựa ra từ hạt rồi cái em mới chuyển qua cái bao bì Việt Nam của mình đó, chuyển qua bao bì Việt Nam của mình, thành ra em lựa trái nó rất là đều luôn cô chú. Cho nên á cô chú anh chị mua hàng em yên tâm nha. Đổ cho cô chú coi nè, thấy không, trái nào trái nấy đều rất là to luôn cô chú anh chị. Trái nó rất là bự luôn. Loại 2 mà cỡ này nè, loại 1 nó như là loại nhất á, nó chắc rất là bự luôn. Loại nhất trái nó rất là to. Mời cô chú anh chị ăn cơm gia đình em nha, cá rô kho với cá chiên. Bữa nay có anh Bảy em về ăn cơm. Cô chú anh chị ăn cơm gia đình em nha. Mời cả nhà ăn cơm. Mời cô chú anh chị ăn cơm. Cơm này, cá quá trời ngon rồi cả nhà ơi. Mẹ. Mẹ ăn cơm. Cơm. Mẹ ơi ăn cơm, hai cái rô nó bự hơn tôi nó trời ơi. Ăn trước mẹ luôn à. Mẹ ơi, bóp cá gì vậy chẳng? Mẹ ăn cơm. Kêu mẹ cái gì? Rồi, đi qua đây cho mẹ là nó ngồi thằng ơi. Rồi, bữa bự quá, cả nhà. Hai cái gô mà 1 kg của cô chú. Wow,
đó là quy trình. Đang để em cho, đóng cho thắm hai con, chị hai con. Đang đi. Cái nè, thấy vợ thọ bữa đóng khóm vợ thọ ta kêu lại ta mua nữa cái mà ba khía cái nó cũng đi đòi mua. Nó đòi mua cho dập dầm cái mua cho nó 20 ngàn nữa ký 30 ngàn mà trộn như muối lòi. Ta mới trộn lại thằng đó đó. Đòi cho bằng được. Bỏ cho nó. Ba ngàn ba khía cả nhà ơi. Ba khía ngon quá. Mặn chát như muối lòi. Khía Cà Mau nha. Trộn rồi tôi mới. Khía này nhỏ không? Tôi kêu nó ngâm nước, nấu nước nóng nó ngâm nha. Rồi rửa thì sạch sẽ. Cái này là người ta bỏ nè. Đâu rồi? Đâu rồi? Nó lấy nó trộn trơn vô đây luôn. Cái mê mê đó. Đi ăn đi. Trẻ như tao ăn đi đó. Không có. Còn lên đây nè. Đâu qua cái gì đó. Mà nó trộn trơn luôn. Bộng nó trộn đóng trơn. Hay quá. Mặn quá trời. Mặn muốn chết luôn mà ăn cái gì. Mặn không? Mặn muối lầu vậy. Ăn cá là khoa mới vừa ăn không? Thêm đi. Sao mới mua bữa đầu á? Ngoài con á? Làm gì? Ngoài con đó mà về nó không cho ăn. Nó để nó ăn nó thèm muốn chết rồi. Con bị nghẹt mũi rồi, nói chuyện nghe không được. Con bị tàn bỏ rồi, không nói chuyện không được. Giờ em đi bắt cá trên bãi, em bẫy em về cô chú. Chồng em bơi kìa. Em bơi nè ông bà cô chú ơi. Chỗ đây hả? Từ từ với Trần ơi. Hơn mấy lần anh Năm nó sửa mấy trăm ngàn cả triệu vô đó rồi. Bây giờ anh ơi, nung hổ lên bảy cái cơ xì lại hồi té đó. Cái mai đẹp sợ luôn ở ngoài đây. Mang mang hơn Vy Thành ơi. Trời ơi, bên đây mẹ trồng hai cái bờ lúa quá trời tốt rồi. Sao mà chồng ta mì hỉnh hộ. Giờ không còn con nữa chứ. Được một con cá bóng tượng. Ở đây. Dạ. Nãy giờ được nhiều cá rồi. Bên đây là của người ta nè cô chú. Có là nhiều bông súng luôn. Gớm mẹ em trồng bữa là nhìn thấy nó chưa được tốt không? Nãy em thắm mà điện lên nó nói thằng Tứng nói 2 ngày nữa mới gánh. Nó tưới phân được.
Nó được nhiêu này cô chú đang bắt lên. Đưa hồng chi. Con bự quá trời bự luôn rồi. Đâu bỏ gì? Trời trời. Cái viên ta chỉ đeo đâu bỏ. Con mạnh mạnh xong rồi mà đâu bỏ. Ừ. Không bắt lên. Bên này tê tao. Không để xong động để chết hết đi. Thì đổ ra đi rồi bắt cái nào bắt. Chỉ hai nó cắn nó vô. Ờ nó kêu anh hai nó cắn. Nó đút rồi dài thằng lòn nó kêu anh hai nó cắn nó chỉ nó dạy. Hỏi này ngon không? Hỏi này ngon không? Sao nó ganh tị, nó thấy anh em ta nó ganh tị không bà cô chú ơi. Thấy anh em gì tưởng nó ganh tị rồi. Làm gì hai kìa mẹ. Ăn chưa xong bản thân ăn, ăn còn người ta đút nó và đút lại người ta nó mệt. Nó xuống đó, cô chú còn phải đặt đút người ta nữa. Mì nè, phong mê ấy sườn mì. Cô cũng muốn ăn nữa. Ừ, ờ, dạ. Mì nè. À. Cứ sàng xin đi rồi. Cái đó của anh hai em, cái này của anh hai em. Này của anh hai nè. Không chịu cô chú ạ. Không chịu đút một ca. Dành đút nè, dành đút nè, nó thấy mệt chưa? Trời ơi, quỳ luôn rồi, quỳ luôn rồi kìa, quỳ đút bên hai này kìa. Ghê chưa, thấy ghê chưa? Đút bên hai nó kìa, si pha me nè, ăn mì nè, ăn mì nè. Đó, đút lỗ rồi, tha chùi nữa kìa, thấy mệt chưa? Tối ngày dành đút cho anh hai vậy không đó? Ủa bên hai sao không nghe cái gì tha? Ở đài phát thanh vậy? Không biết nữa. Video của em xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem. Bye bye.